Tôi chúng tôi tiếp tục tham chiếu trong phần kinh Duyên Giác. Hôm trước chúng ta đã tham chiếu về phần thân diệt, tâm diệt, tâm diệt, hiển trần diệt. Hiển trần diệt là cổ diệt, cố diệt, hiển diệt thì cố diệt mà phi hiện bất diệt, có hiện có phi có diệt thì phi hiện sẽ bất diệt, rồi cấu tưởng ha, cấu tưởng vĩnh diệt thì thập phương thanh tịnh, thì chúng ta đã biết anh cứ đi qua, còn ý nghĩa và sự mà đi đến sự thanh tịnh thì như thế nào thì chúng ta đã nghiên cứu kỹ ở các video trước ha, tôi không nhắc lại. Tiếp theo chúng ta tâm Bồ Tát là phương tiện không? Mà là bát nhã mani không? là tư tác và giác ngộ không? là giác ngộ trên sự hạnh của tâm tịnh ở lại chúng ta được biết. Quý vị đừng nhầm lẫn giữa viên giác và báo ân, và cũng đừng nhầm lẫn giữa hô nghiêm và thấp hoan, hay cũng đừng nhầm lẫn giữa A Di Đà và địa tạng, tất cả đều có sự nguyên nhân và sự quy dự của ý nghĩa của kinh điển. Chính vì vậy mà chúng ta nên cần phải biết tâm thanh tịnh, tất nhiên là đã tròn thanh tịnh, mà tròn thanh tịnh thì gì thì nhận thanh tịnh, từ đó mà văn thanh tịnh không thì sẽ có thanh tịnh. Chỗ tôi chỉ nói kỹ về phần, tôi chỉ giảng kỹ về phần tâm thanh tịnh thì nhận thanh tịnh, khi quý vị tâm đã thanh tịnh thì nhận là sự chịu đựng, sự chịu đựng, và ở đây không phải là mình nhận mà là sự chịu đựng, chịu đựng để đi đến con đường mà gọi là sự viên mãn. Chính vì vậy mà khi đã đi đến con đường sự viên mãn đó là sự thanh tịnh đó, nên vì vậy mà chúng ta mới có tâm thanh tịnh thì trong sự thanh tịnh, từ đó mà trí huệ được sinh ra. Trí huệ sinh ra thì văn chữ thanh tịnh, văn ở đây không phải là văn chương, không phải là tài tử hay lãng hoa, mà văn ở đây chính là sự trí huệ mà hôm trước tôi đã nói rồi. Người có trí huệ, người thông minh chưa chắc đã có trí huệ, nhưng người có trí huệ chắc chắn là người thông minh, nên vì vậy mà quý vị cũng nên biết. Nên chính vì vậy mà văn ở đây là văn thanh tịnh. Khi văn thanh tịnh thì cố thanh tịnh, khi cố thanh tịnh thì sao? Thì thủ thanh tịnh và nhân thanh tịnh, từ đó mà thức thanh tịnh. Thức thanh tịnh thì trần lạc thanh tịnh, trần lạc thanh tịnh thì đến gì? Như vậy thì như ý như phi là chí ý diệt thu phi khu, như phi thì chí ý diệt phi thu là phi khu là như thế nào, là sự ý chí mà chí đã diệt thì điều đó có nghĩa là ý diệt theo phi khu. Phi không phải là thơ, mà phu ở đây cũng không phải là chồng, mà phi phu có nghĩa là ý sẽ theo, ý sẽ theo. Như vậy thì chúng ta thấy 12 xứ và 18 chúng ta sẽ thấy được đạt được cái cảnh giới của thanh tịnh. Khi đạt cảnh khi có cảnh giới thanh tịnh thì 12 xứ và 18 giới và 25 cõi giới đều sao đều được thanh tịnh, đều được thanh tịnh. Như vậy thì 18 sự đức hạnh của Phật và Bồ Tát đã là vật thân và thiệt hạnh, thân và thiệt như là khẩu, hai là khẩu, ba là niệm, bốn là vô di tưởng,
năm là vô thớ bất tâm không nhập, sáu là vô bất chi diễn dĩ xả, vô bất tri dĩ xả, bảy là dục vô diệt, dục vô diệt, tám là tinh tấn, chín là kiêu ngạo, kim mạng, mười là niệm, mười một là giải thoát vô diệt, mười một là chính là giải thoát vô diệt, mà mười hai là giải thoát tri kiến, mười ba là nhất thiết, mười bốn là nhất thiết, mười ba là nhất thiết, mười bốn là nhất thiết, lê hợp, mười lăm là nhất thiết ý, mười sáu là nhất thiết tọa, như vậy thì mười bảy là trí huệ vô ngại, mười bảy là trí tọa vô ngại, mười bảy là trí tọa vô ngại vị la, mười tám là trí tọa vô ngại hiện tại. Thì chúng ta thấy ha, trong 18 này là Đức Phật có đầy đủ ha. Còn phàm phu như chúng ta thì chỉ do có ha, cũng có thể có 2, 3, 4 hoặc 3, 4, 5 ha, 4, 5, 6 vân vân, thì chỉ có những ấy ha, hay những ít như vậy thôi ha. Thậm chí là chúng ta thấy con khẩu ý của chúng ta rất là ít ha. Một phàm chúng ta là phàm phu chúng ta là luôn bị tham khẩu ý, là chắc chắn là những cái phần này nó luôn bị dính ha, nên chúng ta không thể vượt được, giống như vừa Đức Phật vượt đó, để thành tựu viên mãn cái công đức. Như vậy thì chúng ta biết không, 18 ý này đã ví dụ làm tu, có thể biết rằng Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã trải qua nhiều kiếp tu hành mới đạt được như thế, huống hồ như chúng ta mới bắt đầu trên con đường tu tập thì còn phải tu nhiều hơn để mới có được như vậy. Đầu tiên là chúng ta phải loại bỏ tham sân si. Ba, như tôi nói bài giảng hôm trước là sự chấp ngã của tham độc, chấp chính là tham sân si. Vì tham sân si mà dẫn đến bi ai, một cái cuộc bi ai, đúng không? Cái cuộc bi ai. Nếu chúng ta đi vào các cảnh sát thì chúng ta đã biết rồi ha. Kết quả cuối cùng của đời sống phàm phu của chúng ta ha, là kết quả là đi ăn. Nếu vẫn còn gì tham sân si mạng, vì tham sân si mạng mà dẫn đến bi ai. Cho nên quý vị đồng tu nào ha, đã loại được tất cả những tham sân si, là tôi xin chúc mừng quý vị đã đạt được các bước hoàn thiện của mình. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn. Thank you.